Đồng hành miền Tây mến chào khán giả, và buổi chiều hôm nay mình có quay những chiếc xà lan cát và những chiếc xà lan chở đá trên dòng sông Kênh Chợ Gạo. Khán giả cùng xem với em nha. Và buổi chiều hôm nay mình chúc khán giả một ngày mới vui vẻ và an lành nha. Đây là một chiếc xà lan cát nè, đang chạy về hướng của sông Tiền. Điện máy có cỡ các bạn. Chiếc xà lan này nhìn ra ngoài sao bánh lái phun nước tung té rất là đẹp luôn nha. Và đây là có một chiếc xà lan chở cát nha các bạn. Xà lan chở cát này của Bến Tre nha, đóng 2016. Và buổi chiều hôm nay nước lớn trên dòng sông cho nên những chiếc xà lan này chạy rất là thuận nước luôn. Và đây có một chiếc xà lan nhỏ mặn nước 2,4 m các bạn. Xà lan này chở cát nè, đi bộ cát rồi đang chạy về sông Tiền. Xà lan này của Tiền Giang hay các bạn. Có một chiếc ghe nè các bạn, tàu chở rơm, rất là nhiều rơm luôn, đầy kính đồng hồ. Và chở rất là nhiều rơm cuộn luôn á các bạn. Và đối diện là có một chiếc xà lan chở cát khô. Ở đây có một chiếc xà lan chở cát các bạn của Tiền Giang. Chở cát và rất là nhiều cát luôn nha, dung lên cao luôn. Thường thường những chiếc xà lan chở cát như vậy là có một cabin ngoài sau à các bạn.
xà lan chạy giữa đám lục bình nè, giữa đám lục bình trôi nè các bạn. Kia chạy rất là lẹ luôn. Đây là có những chiếc xà lan chở cát nè các bạn. Bây giờ chiều rồi, chiều tối hoàng hôn buông xuống rồi các bạn. Video hồi tối các bạn thông cảm nha. Tại vào những khi nước lớn á, thì xà lan chạy mới nhiều. Chiều hay nhiều khi có đôi lúc mưa em cũng kiếm chỗ quay một vài clip. Chứ nếu mà trời nắng mà nước cạn cũng không quay được nữa các bạn. Xà lan này mắt diện mắt màu đỏ quá đẹp luôn. Xà lan này mặn nước 38 luôn. Wow, chiếc xà lan này rất là lớn nha, băng lương luôn các bạn. Lâu lâu mới có gặp chiếc xà lan 38 băng lương này luôn. Cái pin 10 sao rất là cao luôn. Có lá cờ, gió bay phấp phới rất là đẹp luôn. Ở đây có một chiếc xà lan chở đá mi nè các bạn. Chiếc xà lan này của Trà Vinh. Video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn khán giả đã xem video của Hạnh miền Tây. Hồng Anh miền Tây rất là cảm ơn cô chú anh chị và các bạn trong thời gian qua ủng hộ kênh và xem kênh em quay những chiếc xà lan trên kênh Chợ Gạo trong thời gian qua. Em rất là cảm ơn và xin chào tạm biệt, hẹn lại những video tiếp theo.